bếp hồng ngoại Elite E2002, sản phẩm tại hệ thống bán hàng trực tuyến siêu thị Đại Gia, giải pháp thông minh cho những người nội trợ. Hiệu quả, an toàn, nhanh chóng, tiết kiệm. Giá ưu đãi 980.000 đồng chỉ có tại siêu thị Đại Gia.vn. Bếp Elite E2002 có độ bền và độ an toàn cao. Mặt kính của bếp Elite được làm từ đá pha lê hạng A, được kiểm nghiệm ở 1.000 độ C. Xung quanh bếp và bề bếp đều được làm bằng thép chống rỉ. Chính vì vậy, mặt kính có khả năng chịu lực, chịu nhiệt cao. Ngoài ra, bếp rất dễ lau chùi, thậm chí lau chùi bằng vật cứng cũng không bị đầy xước. Đặc biệt, bếp Elite có thể để âm. Elite càng làm cho căn bếp gia đình bạn thêm sang trọng.